thông báo, Ủy ban nhân xã Đông Thạnh thông báo vào lúc 19 giờ ngày 19 tháng 9 năm 2021. Đương sự Nguyễn Văn Tí Lớn là chạy cua thịt thuộc ấp Thạnh Phú, xã Đông Thạnh đã trốn ra khỏi khu vực phong tỏa ấp Thạnh Phú. Hình thức bị xử phạt cách ly tại nhà 14 ngày và phạt hành chính 7 triệu 500 ngàn đồng. Ủy ban nhân xã Đông Thạnh thông báo cho bà con trong khu vực phong tỏa biết nếu ai vi phạm sẽ bị đưa đi cách ly tập trung 14 ngày. Ở trường nào con gái? Con tên gì con nói chú nghe. Trả lời coi, trả lời phỏng vấn coi. Tập trả lời phỏng vấn đi. Con tên gì, học lớp mấy? Con tên Lương Thị Trang, lớp 4, lớp của Đức. Rồi, chúc hai bố con học tốt. Con học, bố học luôn. Con mẹ đi sung sướng cuộc đời hơn mẹ ngồi uống cà phê. Thank you.
ký 80 ngàn. 80 ngàn là mình bán lẻ phải không? Đây là ở đâu chú? Ở Kim Quy hả? Kim Quy. Ký 80 ngàn. Come on.